giống như một số nhóm khác thì cái đối tượng của mình tập trung vào cái đối tượng khởi nghiệp, thì đó là cái nơi mà các bạn sinh viên chuẩn bị ngấp nghé ra trường. Thì nhóm mình quyết định như vậy, và nhóm mình phân làm 6 đội, 6 người thì nhóm mình phân làm 3 đội, và tất cả 3 đội đều tập trung xuống cái khu vực nhà văn hóa thanh niên. Thì xuống dưới thì chọn sai cái logo, các bạn thấy các bạn sinh viên ngồi ở khu vực Hồ Rùa thì một nhóm vào đó làm việc, một nhóm vào nhà văn hóa thanh niên, và kế nhà văn hóa thanh niên cũng có một cái công viên, một cái hội chợ đó thì tập trung vào đó. Thì cái đối tượng đó thì mình rất là dễ xin những cái thông tin để mà liên hệ, để mà đến cái chương trình học của mình. Nhưng mà cái kết quả bán hàng thì nó hơi bị khiêm tốn, thì nhóm mình chỉ bán được 4 cái sản phẩm. Các sau khi rút ra cái nhóm bạn có rút ra cái chiến lược gì ngay dưới chỗ đó không? Cái chiến lược thì tức là các bạn tính toán cái chiến lược là các bạn chỉ lấy ra tay, các bạn không tính toán được chiến lược 3.000 các bạn nhưng ra được cái đối tượng trẻ có tiền đó nó bán rất nhiều người nha. Mình thấy rất là kỳ lạ, rất nhiều người cái tư duy rất là khác nhau, cứ ra là bắt đầu tập trung vào đối tượng sinh viên. Thật sự cái đối tượng sinh viên là đối tượng không có tiền, các bạn nhận ra được cái đối tượng nó không có tiền, nó nói thì nhỏ thôi mà tiền nó không có. Các bạn nhận ra nè, nó là các bạn chỉ tính toán ra được cái chiến lược. Ví dụ như chị cho này, cái chuyện này cho chị tính toán chiến lược ai, bởi vì cái kinh nghiệm trường đời của chị, chỉ chặn ngay chỗ cây xăng là sao, đúng ơi chang quá, chỉ chặn cây xăng dư chợ, bởi vì sao, họ vừa mất tiền ra thấy tiền đổ xăng xong qua mình bập luôn. các bạn đúng không ạ? Còn đối tượng sinh viên là đối tượng khó chịu nhất, chia sẻ được rồi. Cho nên là bởi vì chọn cái, bởi vì nhiều người có cái sự lựa chọn cái băng khúc cái này như vậy, cho nên khi mà nhóm mình thì làm rất nhanh, mình tập trung liền ào ào lại đó. Thì khoảng cho chừng 20 phút sau thì mình thấy một số nhóm là ào ào tấn công vô nhà đó liền. Thì khi đó là một cô duy luôn là sắc trắng và sắc cam là tràn ngập vào đó thanh niên. Thì nhóm mình thấy không ổn là thôi mình rút về. Đúng rồi, biết điều khiển được rút qua. Nhưng mà tình hình thì cũng không cải thiện được lắm. Thì mình tạm thời mình rút đi một chỗ khác, tại vì lúc đó là overload, lúc đó là bắt đầu là nhỏ hết bị báo động. Mấy đứa nó mới chồng chú này, bây giờ nó sầu, hai đứa nó lục sụp, điện thoại nó còn nhớ số mà.